vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ chúng các Kamesu Michachara Veramanisika Padang Samathiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musawada Veramanisika Padang Samathiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Suramerayamachapamadathanaveramani Sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bành cha si kha ba da ni sa thu gan ka to wa ap ma ma de na ni cha ka lăng sam ma ra ki tam bang chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan te da xin vâng. Sì lê na su ga tình danh tí, sì lê na phô ga sa ham ba da, sì lê na nghiệp của tình danh tí, tà sma ma sì lê na vi sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lầm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo, tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát anh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoàn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Sau phần lễ bái tam bảo tùng kinh và thọ trì quy giới, Avatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vatthana. Dạ, cảm ơn Sít Trạng Đồng Vatthana cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai, Nam mô Tham Ma, Dạ, Nam mô Sang Kha, Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Viri Gia Tán Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc, cô tu nữ Viri Gia Ra Tán Á, cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Thanh Á, mến chào Sích Trần Đạo. Cô tu nữ Tại Duyên chuẩn bị tinh thần nha. Kính chào Chanh Đá Rá, kính chào Công Thanh, kính chào Lady Bin Bin, mến chào Sích Trần Đông, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Kính chào cô Ái Minh, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó. Kính chào Sương Võ, mến chào Tâm Phương, mến chào Trang Thư. Mến chào Cẩm Vân, mến chào Kim Nhung, kính chào Hảo Tướng Chi, kính chào Hoa Sen, kính chào lúc được lúc không. Dạ, một lần nữa. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh Nhật Bình được ổn không ạ? À? Kim Nhung nói nghe không ổn. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, dạ cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, cảm ơn Thích Tâm Phương, cô Ai Minh. Dạ, con tri ân sư, dạ cảm ơn huynh. Dạ. À, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh
đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới hàng Phật tử của chúng con. Nhục Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quách Thanh Đá đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Và bây giờ Nhục Bình kính mời bàn tay cô Nhục Bình kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Nhục Bình sẽ nhận mic, cô không có đưa tay được. Và cô thay mặt đạo tràng để cung thỉnh Pháp Sư, chắc chắn là Ngài sẽ vào đạo tràng. Chỉ mong sao đạo tràng chúng ta đủ duyên, đường nét của Ngài tốt là được rồi. Dạ, nên là kính cô. Dạ, mời cô. Cô tranh thủ, cô hãy nhìn thấy nít Ngài vào là kết thúc nha. Mời cô. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh tại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Và giờ này là giờ cung thỉnh Pháp Sư, kính mời đạo tràng cùng tự nhiên lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Evang sambhati brahma bhagavantang ayachatha tung hi phawe natang bhutho kazunyena thivasaya Tanna Buddha ya Padena Migada yang tato gato Mancha wajya dayo naiye Amang baye si dhammato Tato Bhavuti Sambhuto Anunatham Madesanam Magawasa Nidesesi Satanangatta Siddhakam Tena sadhu ayo bhante Desi tu tham ma desanam Sambhayita marisayam Anukambang dikatawe Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang đuống chờ trời lô mọc đắng nhờ ánh sáng trái hoa lành rải tàn bụi hương pháp màu ánh sáng thi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tạm thiên vân ngắm ngồi khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang
thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như. Được em hướng vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, tam mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Nhận một bức thà giá. Dạ, con đã thay mặt cung thỉnh pháp sư vừa xong mà không biết là nãy giờ đạo tràng có thấy ngài thượng tọa Tề Sư có vào chưa ạ? Tự nhiên chạy qua không thấy, biết Nhật Quỳnh có thấy ngài vào chưa hả? Nhật Quỳnh có thấy. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, hồi nãy là tự nhiên định thỉnh pháp sư từ đầu cái bài Bali từ đầu, nhưng mà sợ ngài vô rồi Nhật Quỳnh nói là kết thúc, cho nên là tự nhiên rất là sợ phân tâm, cho nên lỡ ngài vô rồi tự nhiên còn kéo nhẹ chút rồi bây giờ là ngài chưa có vào, bây giờ sao đây hả Nhật Quỳnh? Dạ, kính lễ đại đức Tình Đạt mới vào room. Dạ rồi. Bây giờ là tự nhiên phải dính bích luôn hả? Bây giờ là Nhật Quỳnh là MC cái trong. Dạ rồi, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ. Rồi thành như là ngài mới vào vậy, để tự nhiên cung thỉnh luôn cho khỏi xuống lên hả Nhật Quỳnh ha. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Sư Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, con kính nhân mất đến ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tùng Đức và tân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hy vọng là giờ đầu quý vị nghe được rõ.
Hôm tuần trước chúng ta bắt đầu bước qua cái phần giải rộng năm cách thức tác ý điều mục. Ở trong năm cách đó thì cách đầu tiên gọi là Ganana, tức là đếm. Chúng ta học rồi thì bây giờ chúng ta qua đến cái cách thức tác ý thứ hai. Tức là sau khi tác ý hơi thở theo cách đếm, đối tượng đã hiện rõ rệt. Đối tượng ở đây tức là địa mục, thì hành giả từ bỏ đếm hơi thở. Và lúc này nên tác ý hơi thở bằng cách là theo dõi và Anuppanthana, tức là đi theo hơi thở bằng niệm sát tiết, ghi nhận sự có mặt của hơi thở vào hoặc hơi thở ra. Chúng ta cũng nên chú ý trong cái cách mà tác ý hơi thở bằng cách theo dõi đó, thì hành giả không nên với niệm hơi thở theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở. Hoặc theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở ra. Mà chỉ là sự ghi nhận liên tục sự chạm của hơi thở ở chóp mũi mà thôi. Có một số trường hợp một số vị dạy theo cái cách trang niệm hơi thở, theo dõi hơi thở bằng cách là theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô. Khi mà hít vô thì chóp mũi là chặng đầu, tim là chặng giữa, rốn là chặng cuối. Hoặc là theo dõi hơi thở ra, chặng đầu là rốn, chặng giữa là tim, chặng cuối là chóp mũi. Ở đây chúng ta không nên theo dõi bằng cách này, bởi vì làm như vậy hành giả sẽ trở nên mệt. Cái hơi thở cứ ra, thở vào tự nhiên, chỉ ghi nhận sự chạm xúc của hơi thở ở chóp mũi thôi. Cái chỗ này là các vị Phật tử chúng ta lưu ý. Đó là theo dõi hơi thở. Tiếp theo nói về sự tác ý hơi thở bằng cách biết xúc chạm Phusana. Sự tác ý đi một hơi thở bằng cách xúc chạm không tách rời là đếm và theo dõi. Cái giai đoạn đầu khi hơi thở vô ra xúc chạm mũi thì đếm, giai đoạn sau khi thở vô ra xúc chạm
mũi thì ghi nhận theo dõi, bỏ sự đếm cả hai giai đoạn gọi là niệm xúc chạm. Cái đoạn này nói như vậy có nghĩa là như thế này: lúc trước đó, khi mà mình đếm hơi thở, thì mình cũng ghi nhận sự xúc chạm của hơi thở ngay ở chóp mũi. Nhưng mà hễ mà biết hơi thở chạm vào mũi, thở ra thở vô cũng được, cũng về, thì lúc đó mỗi lần chạm là mỗi lần đếm và theo dõi. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái sự đếm bây giờ chỉ niệm xúc chạm thôi, niệm xúc chạm, thứ tư là khi đã biết hơi thở xúc chạm như vậy, hành giả ghi nhận đến khi tâm gắn vào, nghĩa là dán chặt vào địa mục gọi là Tapana, thì lúc đó an chỉ định sanh khởi chứng đắc tâm thiền. Cái này đòi hỏi chúng ta phải ở liên tục, mình nhận biết hơi thở liên tục. Bây giờ thứ tư này thì giai đoạn thành tựu. Bằng cách nào để đắc thiền với điều một hơi thở? Ở đây trong thanh tịnh đạo nói thở vô hơi thở ra là đối tượng tâm ghi nhận, đối tượng là niệm. Niệm kháng khích sẽ sinh ấn chứng. Ấn chứng ở đây Nibbata tức là chỉ cho Ogaha Nibbata trì tướng và Patipaga Nibbata là tự tướng. Vừa khi ấn chứng xuất hiện, những triền cái nơi vị hành giả được lắng xuống, niệm được an trú và tâm vị ấy đạt đến cận hành định Upachara Samadhi. Tiếp tục duy trì ấn chứng, vị ấy chứng và trú các tầng thiền lần lượt: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Và chúng ta cũng nên biết rằng niệm điều một hơi thở đưa hành giả chứng đắc bốn thiền Chattukkacchana, hoặc là năm thiền Panchakkacchana theo kinh tạng hay theo vị pháp. Cái cách thứ ba, cái cách thứ tư này đó là đến cái giai đoạn mà chúng chứng thiền. Nhưng mà ở đây trong thanh tịnh đạo còn nói đến cái cách mà chúng ta tác ý. Hơi thở, ý niệm hơi thở. Khi mà chúng ta tác ý, một là đếm, hai là theo dõi, ba là biết sự xúc chạm,
của hơi thở với mũi, rồi bốn là liên tục ghi nhận kháng khích với hơi thở để đắc chứng thiền. Còn cái cách thứ năm đó là sau khi nỗ lực như vậy, hành giả đắc thiền định rồi, vì ấy muốn đạt đến cái sự thanh tịnh phiền não parisuddhi, thì nên tu tập đề một hơi thở theo phương pháp quan sát danh sắc gọi salakana, tức là thiền minh sắc vipassana. Quán hơi thở định rõ danh sắc như thế nào? Khi xuất thiền, hành giả thấy rằng những hơi thở vô, hơi thở ra xuất phát từ thân và tâm. Hành giả định rõ hơi thở vô, hơi thở ra, cái hơi thở là sắc, rupa. Và sắc này do tâm tạo nên gọi là sắc tâm, citta chất rupa. Rồi định rõ tâm tạo ra sắc tâm ấy chính là danh nam. Sau khi định rõ hơi thở là danh sắc, hành giả tìm kiếm điều kiện phát sinh ra danh sắc, đó là tìm kiếm thấy được, do tìm kiếm thấy được vì ấy vượt khỏi những hoài nghi về đối về đường lối danh sắc. Sau khi đoạn nghi, vị ấy thấy rõ ba tướng của danh sắc là vô thường, khổ đau, vô ngã, vân vân. Hành giả tiếp tục đạt đến tuệ minh sắc, cuối cùng là tuệ chuyển tộc vô trợ phu nhà nát. Thì thưa quý vị, sau khi tác ý điều một hơi thở đạt đến cái tâm vipassana chuyển hướng, khi hành giả minh sát về điều một hơi thở thì kiến sự được đoạn trừ, tâm đạo Magga được khởi lên. Khi tâm đạo khởi lên thì hành giả chuyển hướng khỏi phần vô tánh, và giai đoạn tác ý này gọi là chuyển hướng. Bắt đầu từ thứ năm trở đi đó, cách thức cách tác ý thứ năm trở đi đó, thì chúng ta gọi đây là hơi thở của thiền quán. Niệm hơi thở nó có 7 giai đoạn. Bốn giai đoạn đầu là của thiền chỉ, và ba giai đoạn sau từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là của thiền quán. Phần này chúng ta sẽ được học ở cái phần tuệ cũng là thanh tịnh đạo, như phần tuệ, cho nên ở đây không có nói kỹ. Cái chỗ này thì các vị ghi nhận như vậy thôi, tức là cái đề một hơi thở chúng ta có hai cái đường lối, một là đường lối chỉ
hai là đường lối quán, chỉ là samatha, quán là vipassana. Cái này chúng ta phải học cho rành. Khi chúng ta tác ý đến đâu để chứng đắc được thiền định apana samadhi là an chỉ định đó, thì cái đó gọi thiền chỉ. Và chúng ta tác ý như thế nào, khi mà niệm hơi thở để mà đạt đến đạo quả, thì cái này được gọi là thiền quán. Phải ghi nhớ như vậy. Nếu mà không có ghi nhớ như vậy thì hành giả sẽ bị lúng túng, hay là có sự gờ vực về cái con đường tu tập của mình. Đó là chúng ta đã xong tất yếu về sự tu tập định bằng cái đề mục niệm hơi thở anapanasati. Bây giờ chúng ta bước qua bốn cái đề mục phạm trú của Brahmavihara. Chữ Brahmavihara gọi là phạm trú, hay còn gọi là vô lượng tâm apamanya. Bốn vô lượng tâm hay bốn phạm trú ở đây gọi là từ, metta, bi, karuna, hỷ, mudita và xả, upekkha. Bốn phạm trú này là những pháp tu tập cho đời sống hàng ngày, đem lại sự an lạc và thành tựu nhiều lợi ích. Như trong kinh, Đức Phật ngài dạy cho tôn giả Rahula: này Rahula, hãy tu tập lòng từ. Này Rahula, do tu tập tâm từ, vì là sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập bi tâm, do tu tập bi tâm, cái gì là hại tâm thời sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập hỷ tâm, do tu tập hỷ tâm, cái gì là bất lập tâm thì sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập xả tâm, do tu tập xả tâm, vì là hận tâm thời sẽ được trừ diệt. Ở đây là trích ở trong ở bộ kinh quyển 2, bài kinh Maharahula Rahulu Vadasutta, bài kinh mà ở trong room lớp Phật pháp chúng ta sắp sửa học tới. Hôm nay chúng ta học tới 80 rồi, như vậy chúng ta còn 50 bài, 52 bài nữa tới. Thì ở đây đó, từ bi hỷ xả, khi mà tu tập hàng ngày nó đem đến sự an vui và có nhiều lợi ích, bởi vì người ta không có lòng từ thì người ta sẽ sống bằng cái tâm sân, mà tâm sân thì nó là lửa đốt nóng. Còn người mà tu tập tâm từ dầu chưa đắc chứng được cái thiền định gì, nhưng mà nhờ tu tập tâm từ thì sân tâm sẽ được trừ diệt. Do đó tâm người là mát mẻ, tất nhiên có sự an vui. Thứ hai, con người ta sống trong cái sự bực bội, bức rứt,
là bởi vì do hại tâm, tức là cái tâm não hại ác ý với người khác. Mà khi chúng ta tu tập tâm bi, có cái tâm thương xót, lời hữu tình, thì lúc đó cái tâm chúng ta lúc nào cũng an nhiên tự tại. Một vị hành giả sống ở rừng, thấy những con thú luôn luôn có tâm bi thương xót, có tâm từ, có tâm bi, như vậy tâm của hành giả sẽ được tự tại vô ngại. Người tu tập tâm hỷ tức là không có cái sự ganh tị. Có người ta sống ở đời người ta đau khổ do cái lòng ganh tị, ghen ghét tật đố, hễ mình được thì thôi, mà khi thấy người khác được hơn mình, ưu thắng hơn mình thì mình ghét. Do cái tâm ghét, tâm ganh như vậy đó là mình sống trong cái sự đau khổ. Thành thử khi mà hỷ tâm được tu tập thì bất lạc tâm sẽ được trừ diệt. Arati ở đây bất lạc tâm là chỉ cho cái sự khó chịu do ganh ghét, cái sự khó chịu do ganh ghét, bất mãn, thấy người ta hạnh phúc mình không có thích, thì như vậy nha, chúng ta sống trong sự đau khổ. Cũng vậy, mình phải tu tập cái tâm xả thì như bị hận tâm sẽ được trừ diệt. Ở đây khi mà một người nuôi ở trong lòng một cái mối thù, ngủ cũng không được an vui, thức cũng được không được an vui, lúc nhào lúc nào cũng nhớ cái mối thù, thì một người mà cứ ôm ấp cái thù hận như vậy đó thì không vì sống được an lạc. Như người ta có cái câu tâm sầu bạch phát, là cái tâm mà phiền muộn á thì nó sanh ra tóc bạc, cũng như ngủ viên, tức là ngủ tự tư, vì hận vua Sở giết cha và anh của mình, cho nên cái hận tâm đó nó cứ nuôi dưỡng mãi. Chỉ một đêm thôi suy nghĩ quá đau khổ bực bội vì cái hận tâm, cho nên chỉ một đêm suy nghĩ để cách đi trả thù thôi, là sáng hôm sau là tóc của ngũ tự tư, ngũ viên là bạc hết. Cho nên từ đó về sau người ta mới nói rằng là tâm sầu bạch phát, là như vậy. Cái câu nói đúng là phải tâm sầu bạch phát. Còn ở còn mấy bà con của mình đó, ở dưới quê đó, cứ tâm sầu bạch sát, tâm sầu bạch sát, tâm sầu bạch sát, không biết cái gì. Người họ giải thích, họ nói tam sầu ở đây là tham sân si, bạch xá tức là nó xanh xao, nó vàng vọt của cái thân thể thân xác. Cái câu đó sai quý vị, tâm sầu bạch phát. Cho nên chúng ta phải nhớ cái câu đó. Thì người mà tu tập tâm xả đó, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, hơi sức đâu mà để ý. Cái tự nhiên cái tâm thù hận nó không có nữa. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy, người mà suy nghĩ rằng nó đã làm hại tôi, nó đang làm hại tôi, nó sẽ làm hại tôi, thì cái thù hận nó khởi lên. Hoặc cái suy nghĩ nó đã làm bất lợi cho người thân của tôi, nó đang làm bất lợi cho người thân của tôi, nó sẽ làm bất lợi cho người thân của tôi, cứ ghiền như vậy đó, thì cái thù hận nó không thể nguôi được. Hoặc là nói, hoặc là suy nghĩ
nó làm lợi ích cho kẻ thù của ta, đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta, sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta. Nghĩ như vậy cho nên mà bực tức khó chịu, ôm hận. Mà người ôm hận như vậy thì cách nào để mà dẹp bỏ đi? Chỉ còn có một cách là chúng ta tu tập tâm xả, Kamasaka Kamadayada, giống như là đi khơ vu, nhớ lời cha dạy là đi khơ ti. Khi mà người cha trong lúc lâm chung bị vua Brahmadatta, mà hôm qua ông xâm lăng, ông chiếm đất nước, người cha, vua cha sắp chết, ông dẫn người con là hãy ẩn nhẫn, nhưng mà đừng có giết hại, tha thì tha đi, tha được thì tha đi, nhưng mà phải bằng cách nào để có sự kham nhẫn, cảm hóa được để lấy lại quốc độ. Thì đi không nhớ lời cha dạy, cho nên ráng luyện dọn võ nghệ, rồi đi giống như là đi tha phương cầu thực, lặn lội đến xứ Varanasi và tiếp kiến vua Brahmadatta và xin được vào để phục vụ cho vua. Vua Brahmadatta thấy đi khơ vu lúc đó đổi tên khác, biến dạng khác, không cho biết lai lịch của mình là con của vua Dikati, là kẻ thù mà trước đây ông ta đã lấn chiếm quốc độ, che giấu thân phận và cứ vui vẻ thoải mái để vua Brahmadatta tin dùng, cho đến khi mệt thì ngày kia vua Brahmadatta dẫn đi khơ vu theo để làm cận vệ và đi săn ở trong rừng. Và lúc trưa đức vua mệt, đức vua mới nằm nghỉ trưa dưới gốc cây và gối đầu trên cái bóp đùi của cận vệ là đi khơ vu. Cơ hội ngàn năm đã đến, đi khơ vu cầm một cái lưỡi chùy nhỏ, cái lưỡi dao giấu ở trong người để mà giết chết vua Brahmadatta. Nhưng vừa cầm dao lên đó, thì lúc đó đi khơ vu nhớ lời cha dạy là hãy tha cho kẻ thù. Đi khơ vu bỏ dao xuống, ba lần như vậy thì bất chợt vua Brahmadatta lúc đó thấy một ác mộng, chợt tỉnh thức, tỉnh giấc, và thấy đi khơ vu vẫn điềm nhiên ngồi cho mình kê đầu trên đùi. Thì lúc đó trên tay có cầm cái lưỡi dao, triệu vua hốt hoảng ngồi bật dậy. Thì đi khơ vu mới nói rằng đại vương chớ có sợ, nếu mà tôi muốn giết đại vương là tôi đã giết lâu rồi, nhớ lời cha dạy nên tôi đã không giết, chỉ đi theo hầu cận đại vương và mong
chuyển tâm đại vương trả lại quốc độ cho tôi thôi. Ông vua nghe vậy ông rất là cảm động, rồi ông đã tuyên bố trả quốc độ lại cho Đi Khâu Vua. Đức Phật nhắc cái câu chuyện này, ngài có nhận diện bổn sách. Lúc đó tiền thân của ngài là vua Đi Khâu Ti và con trai của ngài là Đi Khâu Vua. Cho nên ở đây chúng ta hãy nhớ rằng khi mà chúng ta tu tập về bốn của lượng tâm từ bi hỷ xả, chúng ta được nhiều cái lợi ích an vui. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người ta làm như vậy đáng giận, tại sao mình không giận, mình không giận mình lỗ. Không phải, người mà gặp cái chuyện đáng giận mà không giận thì người đó là bậc anh hùng, là bậc trí tuệ, là bậc thiện trí, thiện trí thức. Chỉ có bậc thiện trí thức trước cái chuyện đáng giận mới không giận, chứ còn kẻ phàm phu tục tử gặp cái chuyện đó là nổi nóng lên, là la hét lên, vương mình sốc tới, làm dữ giống như là chó dữ vậy đó. Cái đó không phải là anh hùng. Cho nên tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của Phật giáo là một cái sức mạnh nội tâm của bậc thiện trí, chứ không phải là một cái chuyện đơn giản. Người ta nói mình tu từ bi tỏ ra yếu đuối, không phải đâu thưa quý vị. Một người tâm từ tâm bi mà không có trí tuệ đó thì mới là yếu đuối. Người có tâm từ, có tâm bi, có tâm hỷ, có tâm xả, nhưng mà đi kèm với trí, có cái sự quyết định dứt khoát, có cái sự lựa chọn bằng trí tuệ, thì người này là một bậc trí tuệ ở trong đời, hạng Bồ Tát, chứ không phải đơn giản. Muốn tu tập được để mà có tâm từ tâm bi đâu phải chuyện đơn giản thôi. Đức Thế Tôn ngài đi đến tại Kosambi, tại thành Kosambi. Thứ Phi Magadhyā vì hiềm khích Đức Phật đã thuyết pháp cho cha mẹ của nàng nghe mà chỉ trích về cái sắc thân này, cái sắc đẹp này, trong khi nàng rất là chuộng sắc đẹp, cho nên nàng ghét Đức Phật lắm và nghĩ rằng nếu sau này mà ta được một cái địa vị quyền quy đó, ta sẽ trả thù. Rồi Thứ Phi Magadhyā nghe tin Đức Phật ngài đi đến tại Kosambi, và sáng hôm đó ngài đi có thực, thì nàng ta đã thuê người đi chặn đường Đức Phật và mắng chửi. Ngài ở tâm thản nhiên, không có gì bụi sân giận, ngài là một giải thoát. Ngài dạy tôn giả Nâng Đa rằng là vì Sa Môn là cái chỗ nhất của thiên hạ, người ta kính trọng ngưỡng mộ cũng có, mà người ta phỉ báng chê trách cũng có. Cho Sa Môn phải có sức mạnh là cái sự kham nhẫn chịu đựng. Cho nên cái tâm từ bi của Đức Phật là rộng lớn bao la, thưa quý vị. Chính vì cái tâm từ rộng lớn bao la như vậy đó, cho nên nhờ cái tâm từ đó mà ngài cảm hóa được tôn vô sai Nalagiri do Đề Bà Đạt Đa mượn của vua Sạch Thế, chút rượu cho nó uống say
rồi nó nổi cơn say lên, nó như điên như loạn, nó chạy khắp đường phố và nó gặp Đức Phật từ từ xa với màu y vàng, đi cùng với đoàn tỳ kheo, thì nó lao mình tới. Các vị tỳ kheo sợ rằng đó sẽ làm hại Đức Thế Tôn, cho nên các vị tỳ kheo, nhất là Tôn giả Nan Đa, tiến lên phía trước để chặn nó. Thì Đức Phật đã bảo Nan Đa hãy lui lại, nó không làm hại được Như Lai đâu. Thì Đức Thế Tôn ngài an trú tâm từ, vì do từ của ngài đó nó phú đến tần số rộng và cũng vô kia. Khi mà nó lùi đến gần Đức Phật rồi thì cái cơn sai của nó tiêu tan mất và nó trở nên hiền thiện. Nó đi đến chậm rãi và trước mặt Đức Thế Tôn, nó quỳ xuống và nó hốt bụi dưới chân ngài, nó phủ trên đầu của nó. Và do vậy cái tâm từ kiệt, nếu mà chúng ta không có đắc chứng thiền định đi chăng nữa, thì ít ra tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta sống được an lạc và chúng ta có nhiều lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là khi mà chúng ta tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là chúng ta đã chế ngự được cái sân tâm, cái ác tâm, bất lạc tâm và cái hận tâm. Nhờ tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, khi mà chế ngự được các cái lỗi như vậy, cho nên mình sẽ không có tạo nên những cái ác nghiệp như là sát sanh, đánh đập đả thương hay là mắng nhiếc chửi rủa. Quý vị biết khi mà chúng ta không có tâm từ, không có tâm bi, chúng ta dễ bị phạm vào những cái ác nghiệp, chẳng hạn như là chúng ta gặp những cái người tu hành, dầu cho người đó họ tu hành gì mình đâu có biết được tâm người ta đâu, tu theo ngoại giáo hay là tu như thế nào nữa, nhưng mà hãy chúng ta khởi lên cái tâm sân mà gặp ngay những cái vị mà đã chứng đắc thiền, hay là gặp những cái vị đó là những vị Bồ Tát, hoặc gặp các vị tỳ kheo là những vị thánh, thì chúng ta khởi lên ác tâm hay chúng ta mắng nhiếc chửi rủa, thì chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả vô cùng thảm khốc. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tâm từ bi hỷ xả, nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Cái đó là cái lợi thứ hai. Cái lợi thứ ba đó là người mà tu tập tâm từ bi hỷ xả, nếu ngay trong hiện tại không có chứng được thiền định để sanh được cõi phạm thiên, thì ít ra với cái tâm từ bi hỷ xả được khéo tu tập như thế này, thì nó sẽ hướng đến một cảnh giới thiện thú cõi trời trong tương lai. Cái lợi ích này như thế. Rồi một cái lợi ích khác nữa là người tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó là thành tựu được những cái điều lợi ích anh đi săn sát, như là ngủ ăn vui, thức ăn vui, chim bao không ác mộng, sắc mặt tươi tỉnh, được chư thiên và nhân loại thương mến, có nhiều bạn bè, kẻ thù không có làm hại, không có nhiều kẻ thù, không có kẻ thù,
lửa khí giới thuốc độc nó không có xâm hại được, nó không có xâm hại được. Nói đến cái chỗ này đó thì cô xin nói cho quý vị, bây giờ cái nạn đại dịch đó nha, quý vị Phật tử chúng ta biết, cố gắng chúng ta tu tập an trú mỗi ngày, an trú từ tâm vi, tâm hỷ, tâm xã. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo cho mình cái sức đề kháng, chứ không phải ở đó mà chúng ta sân giận, bực bội, khó chịu. Cái tâm sân giận, bực bội, khó chịu, thù oán, thù hận đó, bằng cái đó là nó tạo cho mình một cái thân kháng thể yếu, khiến cho có thể bị xâm nhập được. Bởi vì theo những cái sự nghiên cứu của các cái nhà y học trên thế giới thì người ta nói một người mà có tâm hốt hoảng sợ hãi đó thì tự nhiên cơ thể họ, máu huyết của họ nó bị nhiễm độc, nó bị nhiễm độc. Người ta thử nghiệm bằng cách là một người bình thường máu tốt, xét nghiệm máu tốt, nhưng mà khi đưa vào ở trong, khi họ trở thành tử tù á, khi mà tòa tuyên án là sẽ xử tử, thì cái tâm sợ hãi hốt hoảng khởi lên, thì người ta thử máu thì cũng trở thành độc tố. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta không muốn mà corona mà nó virus corona mà nó xâm nhập chúng ta được đó, thì chúng ta cố gắng làm sao giữ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cho nó tốt, tâm thoải mái như vậy thì chúng ta không có bị. Năm mô A Di Đà. Dạ con thấy ngài vừa rớt mít ngài trở lại rồi, ngài có nghe được âm thanh của con. Con kính nhân mít đến ngài. Dạ ngài cho con xin một tín hiệu rồi ngài trở lại rớt ra nữa rồi. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ con thấy ngài trở lại rồi ạ, con cung thỉnh ngài cầm mít ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Hết duy rồi. Bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi phải tạm biệt quý vị ở đây. Chúng ta chỉ còn có 7-8 phút nữa là tới giờ chúng ta sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp, nên tạm thời chúng ta nghỉ đi. Hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý vị về cái đề mục 40 lượng tâm thôi, tức là một phẩm trú. Nhưng mà tuần sau đó chúng ta sẽ học chuyên về 4 phẩm trú là đề mục thiền định. 4 phẩm trú là đề mục thiền định, tuần sau chúng ta sẽ học cái đó. Quý vị nhớ 4 phẩm trú là đề mục thiền định. Rồi, hôm nay giới thiệu cho quý vị nghe về 4 phẩm trú từ bi xã được Đức Phật ngài dạy, là đem đến nhiều cái sự an vui, nhiều lợi ích. Được rồi, bây giờ thì xin cụ thỉnh Thượng Tọa Nguyên Hạnh Quang Hỷ chúc phước báo cho Rum, sau đó quý vị nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta vào trở lại với Rum lớp Phật Pháp của Thầy Tâm Mát. Kính chúc quý ngài và quý vị Phật tử được an lạc. Nam mô Bổn Thầy.
Phật Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Rắc Khăn Tu Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Bồ Đà Nữ Phá Vê Nê Sa Đà Sở Thị Phụ Anh Chú Chê Phật Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Rắc Khăn Tu Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Hàm Ma Nữ Phá Vê Nê Sa Đà Sở Thị Phụ Anh Chú Chê Phật Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Rắc Khăn Tu Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Sang Kha Nữ Phá Vê Nê Sa Đà Sở Thị Phụ Anh Chú Chê. Tất cả phương bao hằng coi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa tuệ siêu tọa minh hạnh đại đức Phật tính.